Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư được triển khai từ tháng 3 năm 2023 và do nhiều nguyên nhân, đến nay dự án này chỉ đạt 5% khối lượng. Từ thực trạng này, cần có những biện pháp quyết liệt để đảm bảo tiến độ của dự án. Trên công trình thi công dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917, đoạn thuộc quận Ô Môn, Bình Thủy. Dù đơn vị thi công đã tiếp nhận mặt bằng từ 9 tháng qua, nhưng đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Hiện tại nhà thầu nhận được là chỉ là trên gia beo, từng đoạn giao được là 8 đoạn trên 940 m. Thì nhà thầu cũng triển khai thi công là đào khuôn đường và bơm cát được lớp 1. Nhưng mà không có triển khai được xe lưu nó vô để nó lưu được cái mặt bằng. Riêng hai đầu tiến thì hiện tại thì cũng không có cái đường vô để cho nhà thầu mà triển khai thi công đồng bộ. Nên là nó gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do cái mặt bằng mà bàn giao của quận Bình Thủy và cái quận Ô Môn là chưa giao được cái đầu tiến để cho triển khai cái thiết bị nó vô để nó thực hiện lưu làng được. Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, kết nối từ quốc lộ 91 và 91B với đường tỉnh 917 hiện hữu. Công trình gần 12 km với 12 cầu, 13 cống và 4 nút giao đi qua địa bàn quận Ô Môn, Bình Thủy và huyện Phong Điền, với tổng giá trị đầu tư trên 995 tỷ đồng, thực hiện trong 24 tháng kể từ ngày khởi công. Tiến độ thi công các gói thầu của dự án rất chậm, do đến nay vẫn chưa có mặt bằng để thi công. Gia đình tôi coi như cũng có kiểm kê cây cối đồ này nọ các cái hết trơn rồi, nhưng mà có cái là bây giờ tiền cũng chưa có, lâu rồi, năm mấy rồi. Nếu như trường hợp mà coi như giao mặt bằng cho nhà nước thì khi nhận tiền tôi mới giao mặt bằng, còn nếu mà không nhận tiền là tôi không có giao mặt bằng. Người ta chưa có tiền thì người ta chưa có đi, chừng nào có tiền thì người ta sẽ đi, người ta tới giấy tờ thì người ta đã ký xong rồi, nhưng mà khi có tiền thì người ta mới đi. Người dân ở đây người ta cũng rất mong là coi như là trả bồi thường xong để cho người ta chuẩn bị nhà cửa, thế thì người ta trả mặt bằng cho nó xong cho rồi. Trước ngày 20 tháng 12 á là sẽ chuyển cái quyết định phê duyệt kinh phí cho chủ đầu tư với số tiền là 39 tỷ để chi trả cho hộ dân. Cái này thì chắc chắn sẽ là trước Tết Dương lịch, tại vì đã họp, đã thông qua. Công tác giải phóng mặt bằng triển khai quá chậm đã làm dự án không đạt tiến độ, ảnh hưởng đến công tác giải ngân của thành phố và cả người dân bị ảnh hưởng dự án. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác giải ngân trong chi trả bồi hoàn đối với dự án này cần sớm được thực hiện.